Đấy, gửi tiền mặt cho ông thêm là 1 triệu đồng của bác nhá. Ở đây thì được sự đồng ý của chị Trần Đô Giáng My rồi, là bảo là lúc nào mà ông lên chợ hay là ông đi chợ của bác, ông tự mua quần áo này kia một chút. Có thể là những lần cháu được đưa ông đi thì ông hơi ngại một chút. Này lên ra bé ở hơi dè chiếu ở ra rồi đúng không? Trần Đô Giáng My ở này hơi này Hà Bạc này, này Hà Bạc này. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã đến với nội dung mới trên kênh Bản Em. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục xuống cái nhà của ông cụ Dùng của bác ạ. Cũng khá là lâu rồi cháu Lực chưa xuống thăm ông cụ của bác ạ. Trong khoảng thời gian vừa rồi thì cháu Lực có nghe tin rằng là ông đi vào, ông đi nhà hình như là em của cô, hình như là cùng cha khác mẹ gì đấy cô bác ạ. Thành ra là ông đi sang bên đấy chơi, là chơi độ tầm 2 đến 3 tháng thì ông mới về. Thì hôm nay thì cháu Lực cũng biết tin là ông mới về rồi. Và đồng thời đó thì cũng được sự đồng ý của chị Trần Đô Giáng My là trích tiền ra để mà mua cho ông là một số thực phẩm của bác ạ. Có vẻ là được gần 2 tháng rồi cô bác ạ, cháu Lực không xuống, cho nên là đợt này cháu Lực xuống thì sẽ mua là nhiều hơn. Ở đây thì cũng được sự đồng ý của chị rồi, cho nên là được sự đồng ý của chị Trần Đô Giáng My rồi thì cháu Lực là mua đồ cho ông khá là nhiều cô bác ạ. Có vẻ như là sẽ để bạn em cameraman là cầm thịt kia đây. Hết rồi đúng không? Trước kia đi xuống thì có vẻ như là bà con còn chưa cấy đâu các bác. Đến bây giờ xuống thì thấy là bà hàng xóm ở gần nhà ông cụ thì đã cấy lúa lên hết rồi. Hôm nay xuống thì cũng khá là muộn rồi cô bác ạ. Ban ngày thì ông đi làm việc khác ấy, thành ra là ông không có ở nhà. Tối muộn như này thì đồng thời là xuống cùng ông là ở lại ăn cơm tối luôn cô bác. Có vẻ như dạo này cái trend téng ghen như là rất là lan rộng cô bác ạ. Hầu như là đi đâu cháu Đức cũng nghe thấy. Ở trên kia thì có mấy bạn nhỏ chắc là đi theo mẹ đi lên nương ấy, cũng téng ghen. Dê dùng viên bố tài. Dê dùng viên bố. Hả? Bị tay nổ. Có vẻ như là ông cụ Dùng là không có ở nhà rồi các bác ạ. Không biết là đi đâu rồi. Dùng đi ra. Ôi con chó này có vẻ là rất là ghê đấy. Chó này có vẻ rất là ghê đấy. Cẩn thận nhá. Tại đã đái với tao mới tại. Ô lũ y cơ bố. Dư dân như mày ơi. À ông là đang ở nhà của bác ạ. Dư dân như mày ơi. Dư dân đi mà. Văn này bị đâu cảm ơn dê văn này à. Chín bao bao gì? Chín à? Hả? Chín à? Chín giá? Chín đưa mấy? Ồ, bùa chín đưa cái đó chín liêu nhưng mà đấy đó chín bao chứ mày nọ. Đây vào trong nhà của ông thì có vẻ như là khá là tối rồi cô bác ạ. Bây giờ thì chắc là cháu Lực phải bật đèn pin lên một chút. Trước khi mà đi vào thông báo cũng như là thông báo cái phần chi tiêu hôm nay cháu Lực chi tiêu cho ông thì sẽ hỏi ông một chút cô bác ạ. Tổng quan này nâng trắng chi mê dè? Ừ. Trắng gì là? Ừ trắng dè. Ồ. Ngã xin á, mà lắng dè nên lê bóng ai dè bởi tê lê xu phì bởi ngã xin chôm chê má. Ừ. Ồ. Ông thì có vẻ như
là đi sang nhà hàng cũng như là anh em họ hàng cái gì của ông ấy cô bác, đi độ tầm là đến hơn 2 tháng cô bác, hơn 2 tháng, gần 3 tháng thì đến hôm nay thì ông mới về. Sau khi mà cháu Lực nghe tin là ông về rồi thì cháu Lực cũng trích tiền của chị Trần Thu Giáng My ra để mà mua thực phẩm cho ông. Thưa cô bác ạ, không biết là cái duyên nào mà dẫn chị Trần Thu Giáng My biết đến ông. Phải nói là chị Trần Thu Giáng My rất là quan tâm cái cuộc sống của ông cô bác ạ. Gửi cho cháu Lực một cái khoản là mà kinh phí để mà lo cho cái cuộc sống của ông cũng như là mua thực phẩm cho ông cô bác ạ. Ngay cả những cái phần đằng sau pro ấy cô bác, cháu Lực xuống để lợp cho ông ấy thì cũng được là chị Trần Thu Giáng My là hỗ trợ cho ông, hỗ trợ cho ông hết cô bác ạ. Có thể là ngôi nhà của ông thì vẫn còn sột sệt cô bác ạ, đấy nhưng mà chỗ ngủ ông thì rất là chắc chắn. Lê lùng văn nga văn tin phản long lên phản long rủ rùa rè đơn trẻ bổ rủ nó bổ rủ rùa ra. Ngôi nhà của ông thì mặc dù là một ngôi nhà mà nó sột sệt rồi cô bác, nhưng mà trời mưa thì không có thể mà dột được vào, nó chỉ dột ở phần phía bên ngoài, ở phần bên kia thôi cô bác. Anh nhìn Lê Lâm Bảo Hoa cái bố lên Lâm Bảo á tôn ưn mày bán nọ mày bán nọ thế là nghe ông bảo là nếu mà báo lớn đấy cô bác thì cũng khá là sợ rằng ông bảo là mà tấm tôn đấy cô bác, tấm tôn của ông là tấm tôn mỏng cho nên là có những lúc là như kiểu là bay ra bay ấy cô bác ạ. Anh nhìn thấy ông là sức khỏe vẫn còn là tốt thì không có lo sợ rằng là điều gì cả cô bác ạ. Và trước khi mà đi vào thì đi vào và xem cái phần chi tiêu của cháu Lực là mua hết bao nhiêu thì cho cháu Lực xin được gửi một lời cảm ơn tới chị Trần Thu Giáng My. Chúc chị cùng gia đình luôn luôn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn chị trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực. Bây giờ thì cháu Lực sẽ nói bằng tiếng Nùng để mà nói cho ông một chút. Văn này làm thứ đồ mà này lên chờ già tức còn đi thầy ông thứ hôm của thôi nữa đi đi thứ của liền một điện thôi ông các kiểu này lấy chờ đúng Trần Thu Giáng My đi chủ Hồng Kông nữa rồi. Đấy, già lê đi tà dè đi răng lấy thức phim làn đăng khân ngả lê đi răng lấy phim làn đăng khân ngả. Đấy đi cảm thấy là đi đi rất là nữ ông. Đấy đi xe ở trên hờ lán lê thỉnh thoảng lê thứ khâu này thứ phác mà hờ dè. Đấy thậm chí là eo làn xe ở trên hờ dè chiếu thêm. Đấy lê dè phải đi hứa ta lê dè hạc thứ ổ để văn tơ làn ma vào đây Đấy gạo khâu xe nâng cân mi chứ mấy mi chứ ta gạo của ông thì vẫn còn có bác ạ, cho nên là cháu Lực không có mua gạo hôm nay thì chỉ có mua là một số đồ thực phẩm cho ông cũng như là đồ giặt rũi này kia thôi. Bây giờ thì cho cháu Lực xin được phép là nói cái quý của chị Trần Thu Giáng My một chút cô bác nhé. Trước lúc đầu mà cháu Lực nhận được là ngày 9/1 là khoản của chị Trần Thu Giáng My là 40 triệu đồng cô bác ạ. Và trong đó thì có trích ra là 25.900.000 là 20.000 là mua 84 suất quà và cho cháu Lực làm kinh phí đổ xăng đi lại cũng như là lì xì Tết là 3 triệu đồng và đến còn dư là 11 triệu. Ngày đến ngày 14/2 thì là đưa ông cụ đi sắm Tết là hết là 1 triệu này, 300 là 85.000 và còn dư là 9.700.000 là 55.000. Ngày 22/2 thì là mua gà với lại đưa tiền mặt cho ông là tổng là mua ngan là hết là 350.000 và đưa tiền mặt cho ông là 300.000 và còn là dư là 9.105.000. Và tiếp đó thì ngày mùng 2/3 thì là thăm hoàn cảnh mới thì là hoàn cảnh của em Hưng đấy cô bác ạ. Thì cháu Lực có trích ra cho em Hưng là 200.000 và còn dư là 8.905.000. Tiếp đến là ngày mùng 3/3 thì có đưa em Hưng là đi mua quần áo mới của bác, là hoàn cảnh mới của bác nhá. Đợt này thì ông đợt đấy là ông không có ở nhà cho nên là cháu Lực không có xuống thăm ông được và mua quần áo là hết là 1.050.000 và mua thắt lưng là 70.000 và mua nệm là 500.000 và ăn uống là 200.000 thì tổng hết là hôm đấy là chi mất là 1.820.000 và còn là dư là 7.085.000. Và hôm ngày mùng thứ ba ngày 26/3 thì
cháu Lực có một cái hoàn cảnh ở dưới thôn thì cũng khá là éo le cô bác ạ. Có một ông cụ mà sống biệt lập, hai ông bà là sống biệt lập với cô bác, là không có con, là ông là bị mất. Lúc đấy thì cháu Lực có nói với chị Trần Thị Giang My là trích tiền ra, coi như là tiền phúng viếng là 1 triệu đồng, thì còn dư là 6 triệu không trăm là 85.000. Đấy, cái khoản này thì là khoản đấy là còn dư cô bác nhá. Đấy, ở đây thì cháu Lực cũng đã gửi riêng cho chị Trần Thị Giang My rồi, và cháu Lực cũng công khai lên trên kênh là cái số tiền của chị Trần Thị Giang My là gửi cho cháu Lực là hiện tại là còn là dư bao nhiêu cô bác nhá. Đấy, bây giờ thì cháu Lực xin được phép là mở hết tất cả những cái đồ này, cháu Lực mua những cái gì cô bác nhá. Đến nay lên văn này là tất phim hơi rẻ ó nè. Đấy, thứ nhất thì là cháu Lực mua là khoai tây cà chua cô bác ạ. Ui. Mua cho ông cả hoa quả nữa. Đây là khoai tây cà chua cô bác này, là mua hết là 50.000 cô bác nhé. Đây thì vừa nãy cháu Lực cũng không biết là mua bao nhiêu cân nữa cô bác, nhưng mà người ta nói là chỗ này là 50.000 cô bác nhé. Đấy, tiếp theo đó là mua một quả dưa hấu này là 50.000. Và mua một cân giò cô bác, ở đây là hơn một cân là 200.000. Và mua chân giò với lại thêm là thịt lợn nữa. Vừa rồi thì không biết là ở dưới kia. Đây, em mà lấy cho anh. Đấy, mua chân giò với lại cả thịt lợn là hết là 400.000. Thì một tí nữa chân giò sẽ vào điểm ninh với lại khoai tây là cho ông ăn. Còn là thịt thì sẽ để là dành để mai ông ăn. Còn là chân giò cũng thế. Lúc này nước tầm này lên cực dè chín đó. Này lên sắp vào đây dè chín lên dè he mà tạp đó. Ồ, heo tạp đó. Ba dè hát năng của em tốt rồi đấy ạ. Dè hát năng em tốt rồi đấy ạ. Dè hát năng chứ ạ. Hát năng của em tốt rồi đấy ạ. Dè hát năng rồi chứ. Ông thì vừa bảo là dạy gọi là em của ông lên đấy các bác. Tại vì là ông thì gọi là như kiểu là không biết nói tiếng phổ thông ấy, cho nên là không có kiểu như là ngần ngại cho Lực một chút cô bác ạ. Và tiếp theo đó thì là mùa trồng này lấy ở ba xà phòng tắm ở rẻ ó. Lấy căn nào mới xà phòng tắm rẻ à? Này nước mi chỉ thủ. Nước mi á? Có lẽ là ông ông bảo còn cô bác ạ. Thôn tôi còn ta nước mi tiếp theo. Nước tiếp theo là mua cái cọ may cho ông là 10.000 và mua cho ông thêm là hai cái kem đánh răng thuộc dạng là thuộc dạng nhỏ, một cái là 10.000, hai cái là 20.000. Nãy nó bác sạc phát nó rẻ ó. Và mua mì tôm đây cô bác. Mì tôm này là hai cái là 50.000 cô bác ạ. Đấy. Và mua bánh là 60.000. Đấy, bánh này là 60.000. Bánh này thì là bánh mềm thì sẽ để ông ăn. Và mua một chai dầu ăn là 60.000. Mua một gói xà phòng là 25.000. Đấy. Đến nay lê dẻo bác ạ. Phát là đáng nụ ó. Mua một cái chai nước mắm. Là nước mắm này là nam ngự ở trên xá thì bán là 35.000 cô bác ạ. Đấy. Và bà gì hết năng để eo rủi ra gì ạ? Có tốt được than ra gì? Có bác tốt thì tín đó mà, nắng tốt được than mà, than ít rồi và bánh thì tốt rồi. Đấy. Và mua một chai dầu rửa bát là 25.000. Mua một chai dầu gội để cho ông gội đầu nữa là 180.000. Thì tổng cộng hết là Lì lên đây đặt hướng tới đi các bác ơi, đi em đi. Đi em mà tủ ra. Ô tô ấy thật. Thế là tổng hết là số đồ hôm nay cháu Lực mua hết là 1.175.000. Đấy, đồ văn này làm thứ mà dè lên thứ chiếu bạc không làm chết tiếp hạt thành. Đấy, thì là cái này thì cháu Lực đã làm một cái quý của chị Trần Thị Giang My riêng rồi. Và chị có dặn với cháu Lực là được gửi tiền mặt cho ông là thêm là 1 triệu đồng nữa. Dè hết năng nhỉ chơi dè. Đấy, gửi tiền mặt cho ông thêm là 1 triệu đồng của bác nhá. Ở đây thì được sự đồng ý của chị Trần Thị Giang My rồi. Là bảo là lúc nào mà ông lên chợ hay là ông đi chợ của bác, ông tự mua quần áo này kia một chút. Có thể là những lần cháu Lực đưa ông đi thì ông hơi ngại một chút. Này đấy, ra bái ở hơi dè chiếu ó. Ra rồi đúng không? Trần Thị Giang My ó. Này, hơi, này hà bạc này. Này,
Hà Bạc này. Đấy bản này dè dỗ chiên ổ. Này lên chơi già đúng là Trần Đỗ Giang Mi với hầu dè ổ. Thì có vẻ như là phải nói là thật sự cô bác ạ, chị Trần Đỗ Giang Mi là một cái người mà rất là có tấm lòng và rất là cao cả cô bác ạ. Chắc là cũng chỉ tiếp xúc với chị là những qua những cái tin nhắn, qua những cái cuộc gọi điện thoại thôi. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực đã đưa ông thêm là 1 triệu nữa. Thì cháu Lực sẽ xem tiền của chị Trần Đỗ Giang Mi là còn là dư ra bao nhiêu nha cô bác nhá. Vừa rồi thì cháu Lực đọc là còn dư là 6 triệu 085 nghìn. Và trừ đi là 1 triệu tiền mặt. Trừ đi là 1 triệu 175 nghìn. Bằng thì bây giờ cái số tiền của chị Trần Đỗ Giang Mi là còn tiền quý của chị cô bác nhá, là còn dư là 3 triệu 910 nghìn cô bác ạ. Đấy, còn là bao nhiêu thì cháu Lực cũng sẽ cũng nói lên trên kênh để cho các bác là cùng biết luôn. Và ở sau đó thì cháu Lực cũng có làm một cái quý của chị Trần Đỗ Giang Mi và gửi riêng cho chị xem nữa. Nếu mà chị có theo dõi được cái thước phim này thì chị có theo dõi được thước phim này thì có những cái gì sai sót trong cái khoảng thời gian qua thì rất là mong là chị sẽ bảo với em để cho em được sửa lại cô bác nhá. Cũng có thể là có những có lần thì nó cháu Lực cũng không phải là cháu Lực nhiều việc đâu cô bác, cũng hay cũng thỉnh thoảng là cũng quên cô bác, không có không ai là nhớ được chi li tỉ mỉ là từng chút một đâu. Nhưng mà cái công việc của cháu Lực thì bắt buộc cháu Lực là đều làm phải như vậy. Thì nếu mà có những cái gì sai sót thì rất là mong các bác cùng với lại chị Trần Đỗ Giang Mi sẽ thông cảm và chỉ dạy cho cháu Lực nhiều hơn cô bác nhé. Tại còn bây giờ thì bánh này với lại mì tôm thì cháu Lực sẽ để lên trên bàn thờ cho ông. Này Liêu Bà Tú, này có gì không? Phương được than này không? Có vẻ như là bàn thờ của ông thì cũng chẳng có cái gì cả cô bác ạ. Đấy. Là nó tốt này hả dễ ổ? Tốt này ổ ba, bài lao ổ. Đấy còn những cái mì tôm này thì bây giờ là ông sẽ dọn đi ông nhá. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Sau một cái thời gian mà nấu cơm thì bây giờ cũng chuẩn bị là được ăn cơm rồi cô bác. Hôm nay thì có gia đình người em của chú nữa.
Nhà của chú đi đã trồng lúa hết chưa chú? Trồng lúa hết rồi à? Thế còn đậu tương này đã trồng hết chưa chú? Ngô ấy. Ngô thì chưa. Ngô thì chưa à? Ngô thì có mưa mới biết mới làm được. Vâng. Có vẻ như là tầm giờ này là vào bếp củi thì cũng rất là nóng nhỉ. Này bác ơi, thay đây tay không? Này mà xào ra bác nè. Còn là thêm một món là dưa nữa. Dưa nhà em của ông. Có cần lấy mì chính với muối để không chú? Có rồi. Có rồi à? À vâng. Nhưng là phải lán đá không? À đây chú ơi. Chú ở cháu đảo nhá. Cháu múc canh lên một tí. Đây. Mì chính á? Mì chính đây, chú để đi. Hương ơi, anh bê canh đi Hương ơi. Đây đây, anh bê canh đi. Bày mâm đi. Đây đây, anh bê đi. Cẩn thận nhá, bát này hơi đầy. Múc thêm tí nữa. Phần mà. Rồi đây, được rồi. Có làm. Hầu như là bà con trên vùng cao thì không thể thiếu được mì chính của bác ạ. Nhưng mà tuy nhiên thì cho vừa vừa thôi, cho nhiều quá thì cũng không tốt mì chính ấy. Có thể để tí nước vào không thì mì chính nó mới tan đấy chú. Để tí nước vào à? Đây, không có. Đây để cháu lấy nước canh. Dưa chua này là chú tự làm à? Cảm ơn. Hương ơi, đây có một bát nữa mà Hương ơi. Thế là nhà chú cũng ăn muối dưa chua thôi à? Vâng. Có vẻ như là thế lắm ơn bao trèo cái chú bố bảo đấy chắc là chín thôi chú nhỉ. Chú lấy cho cháu lấy cháu đi cái tô đi để cháu múc vào đây. Chú đi vào ngồi đi chú. Đây. Đây chú đi vào ngồi đi. Chú đi vào ngồi đi. Mà Hương ơi lấy bát đi Hương. Bát đủ cho Hương ơi. Nhân lại bắn mà chỉ khó nhân ạ. Chí tắc khẩu á? Hãy để làm này 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 này. Ông thì bây giờ cũng có nồi cơm điện ấy, cho nên là cắm nồi cơm điện vào là được rồi cô bác. Má chỉ khẩu lắm, tay.
đang đi luôn. Ông em ăn được không? Đang này ông ơi. Ông đang là sẽ làm luôn này. Hưng ơi, cơm Hưng cu. Có vẻ như là Hưng là nghiện điện thoại hay sao đấy nhở? Hả? Ra đây ngồi ăn cơm đi Hưng. Vâng, bác ngồi sang bên kia để tí Hưng ngồi sang bên này. Hưng ơi, ngồi sang bên này Hưng. Ngồi sửa cơm đi. Đấy, bây giờ thì sau một thời gian thì cũng đã được ăn cơm rồi các bác. Hôm nay thì có canh xương giò. Ấy. Còn món giò nữa. Cái giò trên này thì là ông bác bảo với lại ông là cũng thái ra để mà rang để mà xào lên nhá. Sán lên. Đây. Được, cảm ơn anh chú cái gì cũng vâng. Hôm nay cho vâng. Hôm món cái chấu là không. Đây ngồi đây đi Hưng. Ngồi đây ăn cơm đi. Ngồi đi. Đủ bát chưa bác nhỉ? Hưng ơi, ra đây ngồi đây Hưng. Ngồi đây ăn cơm đi. Hay là anh đang ghi hình thì chưa ăn cơm, anh còn ghi hình đã hết ăn cơm đấy. Anh ghi hình đến hết ăn cơm đấy. Này ngồi bên này để sới cơm này. Ngồi bên này để sới cơm này. Đấy. Thanh niên thì không được ngồi bên đấy. Bố thì ngồi bên này rồi. Phải dè nàng thúc điếm ạ. À. Tài. Thúc điếm ạ. À. Tài hơi làm quay phim ít tiếp còn. Đây. Đấy, múc ăn một bát nữa là đủ rồi Hưng. Đấy, đây là hai bát của bác gái đây. Còn là đây là bát của bố em. Còn bát thì... còn là bây giờ thì cháu Lực cũng xin mời tất cả các cô chú anh chị là cùng cả gia đình ông ăn cơm. Múc thêm một cái nữa. Chú ăn cơm rồi nhá. Nếu là thì không lo. Dê thì không lo dê. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã cùng với lại ông ăn cơm xong rồi các bác. Có lẽ là rất là lâu rồi ông chưa có cái bữa cơm mà đông đúc như thế này các bác ạ. Hôm nay thì có cả gia đình của người chú của ông là lên ăn cơm cùng nữa. Bạn này dê hắc hào cảm ơn ra đến đeo trên hơi cắm hả? Ừ. Đấy, bây giờ thì ông sẽ gửi một lời cảm ơn tới thứ nhất là chị Trần Tố Giáng My. Hôm nay đã mua cái phần quà và trong thời gian qua chị đã luôn luôn quan tâm tới ông. Dê hắc còn nông ở đây chị dê. Ừ. Dê ngả mới tận. Đấy, dê ngả mới tận. Đấy, dê hát mà ngả tận. Ừ. Cảm ơn bông chị cảm ơn dê này đúng bắn lán chê lần này đi bắn lán chê đấy chứ bởi cho chị nào. Cảm ơn bông lán cảm ơn bông lán giúp đỡ ông thì không biết nói tiếng phổ thông của bác ạ, cho nên là ông nói bằng tiếng Nùng thôi, thì cháu Lực sẽ phiên dịch lại để cho ông của bác nhé. Đấy, thứ nhất thì ông gửi một lời cảm ơn tới chị Trần Tố Giáng My. Đấy, cảm ơn chị trong thời gian qua đã luôn luôn quan tâm tới ông. Và thứ hai thì là cảm ơn tất cả các bác đã yêu quý ông, gửi cho ông những cái lời động viên rất là lớn của bác. Bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng xin phép là đi về thôi cô bác ạ. Đi ấu chiên ở dê lên cả đắng cái giạc thứ ổ đó. Đấy, cũng bảo ông bảo là lấy tiền cho ông thì có cần gì thì ông cũng sẽ tự đi mua thêm một chút cô bác nhá. Có những lần cháu Lực xuống thì có thể là mua thực phẩm cho ông, còn có những lần xuống thì cháu Lực không có mua được cho nên là gửi tiền cho ông.
con chó của nhà chú thì có vẻ là hơi sợ một chút cô bác ạ. Làn khán đấy chơi chơi, xe làn này chơi. Ui. Đây. Lại ông thì đưa cháu Lực bảo là đưa đi một đoạn cô bác ạ. Đấy, ông phải nói là ông rất là quý cô bác ạ, khi mà cháu Lực đi xuống cái nhà của ông. Dê điên này nào á, điên này ạ, điên này dê vai á. À nó một đúng mày. Nó một đây sạc chứ. Ó nó một đây sạc ra. À cái đèn pin của ông thì là hết điện thôi cô bác ạ. Đây à, dê hết tập bè mà nè. Dê hết tập bè. Dê tập bè đấy à. Đấy, ông thì đưa cháu Lực ra đến đầu nhà của bác ạ. Đi cầm một cái bóng đèn mà chỉ có thể là soi được mỗi cái gọi là chỗ của mình đi thôi. Cái thực phiêu này thì cũng khá là muộn rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được là dừng cái hình ở đây thôi cô bác. Và xin cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn yêu quý cháu Lực cô bác nhá. Còn là bây giờ thì hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác.